Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trình cùng chủ trì cuộc họp trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và các thành viên ban chỉ đạo thành phố. Theo báo cáo tại cuộc họp, sau khi ghi nhận ca mắc mới COVID-19 tại quận Thanh Khê, thì ngành y tế và địa phương đã khẩn trương vào cuộc để tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết, xét nghiệm. Qua đó đã xác định 463 trường hợp F1 để tiến hành cách ly và qua xét nghiệm có 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, sau khi tách 7 mẫu cột để xét nghiệm riêng lẻ thì có 18 trường hợp dương tính. Tổng cộng có 4 điểm đóng liên quan đến các ca bệnh đã được khoanh vùng, phong tỏa. Liên quan đến ca bệnh ở Nghệ An từng bán phải tại Đà Nẵng thì đã truy vết 12 F1 và qua xét nghiệm tất cả đều âm tính. Ngoài ra, 67 người liên quan đến người bán phải này cũng đều âm tính lần một với sars cov 2 Hiện nay, việc truy vết và lấy mẫu xét nghiệm để đánh giá nguy cơ vẫn đang được tăng tốc, đồng thời trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Các ngành chức năng đề xuất tạm thời dừng việc tắm biển và hoạt động bán hàng ăn uống phục vụ tại chỗ tăng cường trách nhiệm doanh nghiệp trong kiểm soát các trường hợp giao dịch làm việc với đơn vị công tác kiểm soát dịch tại các chốt xa vào cần siết chặt hơn nữa đồng thời việc giao thương hàng hóa cũng cần làm chặt chẽ hơn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp bí thư thành ủy nguyễn văn quảng nhấn mạnh dịch bệnh covid 19 hiện đang rất phức tạp với nguy cơ lây lan nhanh vì vậy lúc này phải tập trung cao điểm bình tĩnh xử lý các tình huống đồng thời rút kinh nghiệm các lỗ hỏng do chủ quan gây sai dịch lần này Bí thư thành ủy yêu cầu vào cuộc quyết liệt, trong đó phải thông báo cho người dân, đồng thời nhanh chóng truy vết và xét nghiệm ngay các trường hợp từng tới kiệt 407 Lê Duẩn và công ty dựa Duy Tân. Bí thư thành ủy đề nghị huy động lực lượng và hỗ trợ quận Thanh Khê để tăng tốc truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan. Bí thư thành ủy cũng đề nghị điều tra làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm công ty dựa Duy Tân về những vi phạm các quy định phòng chống dịch các biện pháp kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào phải được tăng cường chặt chẽ hơn nữa. Các ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đang cao nhận thức về nguy cơ đợt bùng phát dịch lần này. Đi kèm với đó tăng cường xử nghiêm các vi phạm phòng chống dịch. Bí thư thành ủy cũng đồng ý chủ trương tạm dừng hoạt động tắm biển cũng như bán hàng ăn uống phục vụ tại chỗ. Thưa quý vị, cũng tại cuộc họp, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố đề nghị tất cả các trường hợp có tiếp xúc với những người thuộc công ty dựa duy tân tại địa chỉ 145 Điện Biên Phủ và những người sống trong kiệt 407 Lê Chuẩn và liên hệ với y tế địa phương để tiến hành khai báo y tế ngay trong tối nay, ngày 19 tháng 6 năm 2021. Thông tin chi tiết về nội dung cuộc họp, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sau.